Trước khi đó thì cho phép Nguyễn Khang hỏi một chút, bởi vì rất là may mắn ca khúc Trái Tim Ngục Tù có phần có sự hiện diện của nhạc sĩ Đức Huy ở đây. Thì hôm nay không biết là cái cảm giác của anh như thế nào khi anh nghe lại cái ca khúc do mình sáng tác trên sân khấu Nghe Hát Tình Ca. Mỗi một người hát có một cái cảm xúc khác nhau. Riêng tôi với cái tai của người nghe thì tôi có cảm tưởng như là cái bài này bạn chọn chưa đúng tông, có thể nó hơi cao nửa tông đấy. Xin cảm ơn bạn đã hát bài này. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Còn với Sa, Sa muốn nhờ nhường cho anh Chí Tài trước hả? Dạ. Cái gì Sam nói đi. Thôi để anh Nam Chí rồi phải Tài tới nhận xét. nữ, nữ mới tới nam. Thôi để anh Tài, anh muốn nhường cho Sam, Sam nói mời đi Sam Sam. chia sẻ. Bạn Tính Phong, Sam thì Sam thích cái cách, cái phong cách trình diễn của bạn, một thể hiện một cái tính cách kiểu rất là bất cần đời. Chắc là tại vì cái mẫu cái gu đàn ông của em là như vậy. Anh Thì xin bạn lỗi, anh xin lỗi cắt ngang tí xíu thôi. Anh rõ ràng anh thấy em rất mâu thuẫn á Sam. Cái anh đầu tiên á, cái anh mà hát cái bài trước đó, Henry, Henry, ờ ảnh Henry đâu có bất cần đời đâu. gọi chị chi cho xa lạ, kêu bằng tên đi cho nó thân mật. Sam rất là yêu cái giọng hát của Henry, thì em chỉ muốn ào lên sân khấu liền lập tức thôi anh Tài. Cái em thể hiện tình cảm xong bây giờ em lại bảo em thích một mẫu đàn ông bất cần đời. Không. Bạn bạn phải hiểu là phụ nữ có quyền thay đổi ý kiến bất cứ một lúc nào mà không cần giải thích. Cảm ơn Sam. Dạ. Anh Tài ơi, mình chia sẻ đôi điều ạ. Thật ra là trước hết là anh thấy bữa nay là em có đầu tư gì trang phục. Cái bộ đồ của em đứng kế ông Khang là thấy ông Khang mất tiêu luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình nói gì cái bài hát. Anh thì đối với cô Sam thì cô thích cái sự gương mặt bất cần của em. Nhưng anh thì anh cần em cái không phải gương mặt bất cần từ đầu tới cuối bài, mà em phải có một cái giao lưu giữa cái những người vũ công. Chứ em tự động cũng mà gương mặt em cứ bất cần như vậy thì giống như cái anh chàng mà buồn ngưng thở này nè, thì nó là không hay. Anh thấy nhiều khi em phiêu mà những cái chỗ vào trái tim của tôi mà em không có làm rõ, em lại giật ra đi thì nó uổng lắm. Nếu mà mình là đã cái phiêu cái đó thì mình phải giữ luôn, đừng có giật ra thì không nghe gì hết. Trái tim ngục tù là phải để cho nó rõ nghe. Rồi cảm ơn em, xin được chúc mừng Tính Phong, cảm ơn em.